xin chào hot boy lạnh lùng. Xin chào tài năng âm nhạc. Tôi đi học lâu lắm rồi á, mà hôm nay tôi mới có cơ hội để thể hiện cái lòng ngưỡng mộ của tôi đối với ông á. Một ca sĩ ngôi sao âm nhạc tương lai. Sao? Ông muốn gì? Ông là phi star up, không phải phi nhố nhăng đâu. Trời ơi, không phải. Tại cái tính tôi nó đó giờ nó vậy á. Tôi gặp ai mà tôi ngưỡng mộ rồi á là tôi không có kiềm chế cảm xúc được. Giống cái lần mà tôi gặp anh Tùng á. Trời, tôi gặp anh Tùng một cái thôi, 3 ngày 3 đêm tôi bỏ ăn bỏ ngủ luôn á. Rồi, ok. Thế thì ông đi tìm anh Tùng của ông ấy. Đi ra đi. Rồi thôi. Ơi. Sao nữa? Đẹp trai mà sao khó tính quá vậy? Thế rốt cuộc là ông muốn gì? Thì Khải nói là ông giỏi môn thống kê cho nên kêu tôi qua nhờ ông giúp tôi môn thống kê á mà. Sắp thi rồi. Hóa ra là nhờ vả. Thì ông giúp tôi đi thì có gì tôi tặng quà cho ông ha. Rồi lại còn đòi hối lộ nữa à? Cái đó đâu phải gọi là hối lộ đâu. Có qua có lại mới tọa lòng nhau. Đúng không? Thì nếu như mà ông không có chịu tặng quà thì thôi, ông đưa cây đàn đây để tôi giữ cho. Rồi khi nào ông cần á thì tôi đưa lại cho ông. Rồi khi nào mà ông không cần thì ông đưa tôi cất. Coi như là tôi là đầy tớ của ông vậy đó. Thôi đi. Cái đàn này là vật quý giá nhất của tôi, ông biết không? Tôi không đưa ai giữ hết á. À vậy thì mai mốt á ông đi diễn á, ông dẫn tôi theo đi. Rồi khi nào mà ông hát không nổi á thì để tôi hát giùm cho. Ông biết hát à? Rồi, tôi hát là xịn lắm á nha. Cái chất giọng của tôi mà khi mà vô một cái chương trình nhạc rock á, nó sẽ tạo ra một cái không khí nó vô cùng mới, mà khán giả người ta sẽ chỉ có thể nói lên được một câu thôi. Quá xịn. Quá xịn. Ok, à. ngồi sao. Ừ. Hàn câu nghe coi. Ok. Chuẩn bị nha. Em ơi tháng 7 muốn có cầu thước cho em dài ngân hà, chừng nữ hồi ngủ ngu lan sau một năm dài xa vắng. Còn anh nhớ em chi bằng dân mong công ơn, vì ai gây cảnh đắng cay để giờ đây sống kiếp đơn coi biết về đâu, khi đường tương lai mịt mờ tắm tối mà lội đi về không có ngày mai, vì người ta đã cướp đi đôi mắt của anh rồi. Ê ê ê ê yo, quán than kêu gào là biết cùng ai về sớt chi. Ủa, đâu mất tiêu rồi. Cha này. Alo. Dạ thầy Khải hả? Dạ. Giờ bạn Sang khó quá. Giờ sao mà em qua được môn thống kê giờ thầy? Em muốn qua môn được cứ theo sát Sang 24/24, kết thân với bạn. Bạn cũng ít nói thôi, không khó gần đâu. Mà nè, nhớ là môn bóng rổ của em cũng tệ lắm luôn đó. Coi chừng trước môn thể dục, theo lĩnh mà học nghe chưa? Dạ. Thầy cứ yên tâm, em không thể nào để rớt môn thể dục lần thứ tư được đâu thầy. Nhất định năm nay em sẽ có cái bằng để đi thi sát việc. Thầy yên tâm. Dạ. Dạ dạ. Dạ ok dạ dạ. À. Ôi. Cứ bỏ đi. Dẹp. Tôi chưa thấy thằng nào mà chơi bóng rổ ngu như ông ấy. Ơi, ông chửi tôi ngu là sao? Nếu như mà tôi chơi bóng rổ giỏi thì đâu có kêu ông kèm tôi làm gì đâu, đúng không? Đúng không? À, đúng rồi. Làm gì vậy? Rồi là anh em giúp đỡ nhau xíu đi, anh em giúp đỡ nhau xíu nha, nha. Giúp tôi mấy con khỉ ấy. Ông xem này, người tôi đây này, bẩm dập hết cả rồi. Rổ thì ông không ném, ông toàn ném vào người tôi không à? À thôi xin lỗi mà. Chỉ vì ông mà tôi không có thời gian để tán cross. À, ông muốn tán ai để tôi tán phụ cho. Coi như là trả công ông kèm bóng rổ cho tôi. Thôi bỏ, để tán, không học hành gì nữa cả. Thôi làm gì đấy? Ở nhà xíu đi. Làm gì đấy bỏ ra. Nghe nói ông đang thiếu điểm chuyên cần đúng không? Nếu như mà hả ông giúp tôi cuốn này hả là thầy sẽ cộng điểm chuyên cần thêm cho ông đó. Giúp đỡ tôi xíu nha, đi năn nỉ nha. Lại là ông thầy. Bỏ ra. Chết rồi, hết chơi bóng rổ được rồi. Trời giờ này chắc kiếm anh đũa chơi quá. Bác sĩ ơi. Kiếm bác sĩ xin giùm tôi á. Thầy. Em tìm thầy có chuyện gì hả? Em muốn cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy vụ gì? Thì là cái chuyện thầy giải vây giúp cho em mấy hôm nay đó.
Nhưng mà thầy, thầy nói gì để cho cái ông Phi đó, ông cứ bám theo anh Sang với anh Lĩnh, để cho hai ông tức ói máu ra luôn vậy thầy? Thầy không có giải dây cho em gì hết đó. Thầy chỉ muốn tình cảm sinh viên với nhau gắn kết hơn thôi. Nhưng mà thầy, em có một điều này thắc mắc lắm luôn á. Không biết tại sao mỗi lần em gặp rắc rối hay là có chuyện gì là thầy luôn xuất hiện để mà giúp đỡ cho em. Như cái vụ bắt cóc hôm bữa thầy. Em là sinh viên của thầy mà. Thầy nghe về sĩ báo em bị bắt cóc, thầy phải hỗ trợ tìm em chứ. Vậy hả thầy? Thiệt không thầy? Mà em hỏi thầy này nha, có khi nào thầy yêu thầm em không? Em á, có ý với thầy hay sao mà đi hỏi thầy mấy câu đó vậy? Đâu có đâu. Thôi, em chỉ hỏi cho vui vậy thôi à. Nè, dạo này tâm trạng em sao rồi? Ổn chứ? Thầy không thấy cái mặt em xám xịt hay sao? Mới bị cái chuyện bắt cóc xong, đi học lại thì bị thầy điều đi mất hai kỵ sĩ của em. Vậy hỏi sao mà vui được? Thôi, thầy mời em trà sữa nha, được không? Vậy mới được chứ thầy. Vậy lát nữa thầy chở em đi nha. Thôi đi giờ luôn đi. Dạ. Hai thầy trò tính mua gì vậy? Trà sữa, em muốn không? Anh mời đúng không? Ừ. Vậy thì em sẽ phải uống một ly thật đặc biệt mới được. Ủa, mà sao chị ở đây? Thì chị là bạn của thầy Khải mà. Tới mời thầy Khải đi uống trà sữa. Nhưng mà thầy chỉ mời em thôi mà. Với lại xe của thầy cũng đâu có chở ba được đâu. Để em với thầy đi uống xong rồi mua về cho chị một ly nha. Vậy thì có thể đi ô tô của chị được mà. Vừa mát lại vừa tránh nắng. Có chị đi cũng tốt. Thời buổi bây giờ sinh viên đi với thầy giáo, lỡ ai mà chụp hình được lại post lên mạng xã hội thì e là... Thôi, em không có hứng đi nữa. Thầy tránh ra coi. Hình như cô học trò có ý gì đó với anh thầy. Làm gì có. Vậy chắc là anh thầy cũng có ý gì đó với cô trò. Làm sao mà có chuyện đó được. Vậy là không ai để ý ai đúng không? Đúng rồi, đây là trường học, không có chuyện mà học trò với lại thầy giáo yêu đương nhau đâu. Vậy nếu bây giờ có một người để ý anh thầy thì có hợp lệ không? Lại. Đi ăn với em đi, em sẽ nói cho anh biết. Em nghe nè. Hình như có người không muốn nghe giọng anh thì phải. Em đang bận đọc sách, có gì không? Thế bây giờ em có muốn gặp anh không? Em bận lắm, không có rảnh. Nói chuyện sau nha. Chào tụi em. Có người nói là không muốn gặp anh, nhưng mà anh nhớ người ta quá thì biết làm sao bây giờ. Đây, có món của em thích nè. Ủa, sao anh biết tôi thích cái này? Thì có gì về em mà anh không biết đâu. Nhưng mà làm sao anh biết thì đó là bí mật. Ủa, lại liên la liên lúc. Anh nói là thứ gì tôi thích anh cũng biết,
Vậy thì tôi còn thích một thứ nữa. Anh biết là thứ gì không? Có phải là thứ này không? Mà bây giờ tôi không có thích nữa. Tôi muốn ở đây một mình. Anh có biết là anh phiền lắm không? Anh tính là gây bất ngờ cho em, nhưng mà nếu em không thích thì anh đành chịu vậy. Anh cầm về luôn đi. Tôi đã nói là tôi không có nhận mà. Thôi anh hiểu rồi. Vậy anh về. Oanh, bà có biết bà từ chối người ta như vậy là tàn nhẫn lắm đó, biết không? Trời, có gì đâu mà tàn nhẫn. Tôi phải dứt khoát như vậy thì ổng mới không đeo bám tôi nữa chứ. Người đàn ông bình thường mà bị từ chối là chuyện bình thường. Nhưng mà người đàn ông thành đạt mà bị từ chối mà là chuyện bất bình thường đó. Bộ, bà sợ ổng sẽ trả thù lại tôi hả? Đâu có, làm gì có ai mà dám đối đầu với con gái ông Trùm. À, sao? Thì ý là biết đâu chừng lỡ ông nghĩ quẩn xong rồi ông tự làm hại bản thân sao? Tại vì á, theo tôi biết, mấy người đàn ông càng độc thân mà nhất là càng thành đạt thì càng cô độc. Cho nên khi mà người ta gặp những cú sốc tâm lý lớn á, thì thường lâm vào tình trạng rơi tự do từ trên cao xuống. Cái gì? Ý bà nói là tự tử hả? Không có đâu. Cái ông Toàn đó hả? Ông cáo già lắm, ông không có làm vậy đâu. Đời người mà, làm sao bà biết chuyện gì xảy ra được. Theo tôi thấy á, bà nên khéo léo trong việc từ chối tình cảm của người ta. Trước tiên, tôi nghĩ bà nên trả lại món quà đi. Tụi em lại bày trò gì nữa vậy? Thầy, sao suốt ngày thầy cứ nghĩ xấu về tụi em nhở? Wow, thầy đúng chuẩn là soái ca thời nay và đại hiệp thời xưa. Lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ mỗi khi người đẹp có chuyện. Còn em nữa, đứng đây nói lung tung, thầy không hiểu gì hết á. Nè, của em nè. Cảm ơn thầy. Thì ý của em á là thầy vừa giúp một người và cứu lấy một mối tình. Đúng là soái ca độ cả hai người. Hồng ơi, tới giờ học rồi, em lên lớp đi. Đứng đây một hồi á, thầy quệ đi ngang. Thầy độ lên em phòng giám thị đó. Bà Hồng nói cũng đúng. Để mình tìm cách trả lại cho ổng cái cây kẹp này mới được. Nhìn anh vậy mà thua một ông thầy giáo. Trời ơi, tin được không? Chú bớt nói đi. Chú Nguyễn đã kêu là chú hỗ trợ cho tôi trong mọi tình huống. Mà bây giờ chú để mọi sự như thế này là sao? Hả? Tính của chủ mưa nắng thất thường mà tôi theo dõi mà còn không kịp mà. Thôi bây giờ không cãi nhau nữa. Chiều nay mình sẽ phối hợp với nhau chơi trò mất tích. Nữa hả? Mất tích thiệt hay giả vậy? Để tôi gọi ông chủ rồi tôi hỏi cái. Thôi khỏi. Để tôi chịu trách nhiệm cho. Không được đâu cô Hương ơi. Dạo này tôi bận lắm, tôi không có giúp cô già nhảy được. Thì tôi cũng biết cái chuyện CD đơn này cũng quan trọng lắm. Oanh, em học xong rồi hả? Ủa anh đi đâu rồi? Ôi may quá, anh đi đón em chứ đi đâu. Đi. Trời ơi, bỏ tôi ra coi. Đi mà, đi theo anh. Đi. Thầy Khải, thầy đứng yên đó. Thầy đứng yên đó. Quanh cái gì mà quanh, có tôi đây nè. Tránh ra không? Cô chủ có không kìa. Tôi, cô chủ rất là an toàn, không có sao hết á. Tránh ra cô. Thầy Khải, thầy cứ để cho cô chủ mất tích đi. Cô chủ không có sao hết á. Cái chuyện này á, ông nói với ông Nguyễn chưa? Bởi tôi đau tim sáng giờ nè. Tôi chưa có báo với ông chủ. Nhưng mà cậu Toàn năn nỉ quá, tôi không biết phải làm sao hết á. Rồi sao? Lỡ của quanh bị gì rồi sao?
Vậy giờ phải làm sao đây thầy Khải? Em nói gì đi chứ Oanh? Sao em cứ im lặng với anh hoài vậy? Anh đừng có bao giờ bắt ép người khác lên xe kiểu như vậy nữa được không? Không có văn minh một chút nào hết á. Nếu mà anh không làm như vậy á, thì liệu là em có ngồi trên này với anh không? Em có biết là khi mà người ta thương một ai đó là người ta bất chấp mọi thứ không Oanh? Bất chấp? Có khi nào vì tôi luôn cự tuyệt anh mà anh giết tôi luôn không? Giết em? Em nghĩ anh là loại người như vậy hả Oanh? Em có biết là từ khi gặp em thì anh mới phát hiện ra là cuộc đời của anh có một người mà anh có thể chinh phục, anh yêu, anh cố gắng và anh giữ lấy họ. Tại sao lại phải ly quỷ hoại họ? Hả? Tôi không có bị xê xe mà nghe anh nói xong tôi sắp ói ra đây luôn nè. Anh đã từng nói như vậy với bao nhiêu cô gái ngồi trên xe này rồi hả? Bây giờ anh có thể làm cái gì để mà em hiểu cho anh đây? Em có thể thương anh một chút xíu được không anh? Cho anh một cơ hội được không? Vậy anh có thể làm gì để cho tôi cảm nhận được cái sự chân thành trong con người của anh? Chẳng phải là em đã nhận cái kẹp của anh tặng em rồi sao? Tôi nhận nó là bởi vì nó không có tội. Nè, trả cho anh nè. Chỉ lần này thôi, lần sau rồi tôi không biết là sẽ làm gì với những món quà của anh đâu đó. Vậy thì anh cũng mặc kệ em. Em thừa biết tình cảm của tụi mình không phải do hai đứa quyết định, mà đã được người lớn sắp xếp hết rồi. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Anh, cô chủ, anh, cô chủ có sao không? Có trầy xước cái gì không? Tránh ra đi. Không, cô chủ có sao không? Em, tôi đây. Sao không nói gì hết vậy? Được cái gì? Được cái nón chứ được cái gì? Cô chủ có bị? Câm miệng lại. Tôi làm gì kệ tôi. Quên, sao em lại phản đối anh ta dữ vậy? Thầy thấy cái anh mà theo đuổi em cũng khá thú vị mà. Thì nói chung là em cũng thích, cũng thấy vui. Mà sao em lại... Thầy lố quá à. Con gái ai mà không thích theo đuổi theo kiểu phong cách, mà chỉ tại giả vờ để xem thử cảm xúc của người ta như thế nào thôi. Mà nè, nghe thầy hỏi một cái. Thầy, thầy có biết là em ghét cái nét mặt căng như vậy của thầy lắm không? Ở đây là ở ngoài chứ đâu phải ở trường đâu thầy. Ở ngoài em có thể gọi thầy bằng anh luôn đó. Hả? Anh thầy. Con nhỏ này. Nghe thầy hỏi nè. Hồi nãy á, trong xe đó, em đối xử sao với ông Toàn? Sao thầy nhiều chuyện quá vậy? Thì thầy muốn biết. Bộ thầy ghen hả? Ghen tuông cái gì ở đây? Nhõng nhí. Thôi nói chuyện với thầy chán quá. Bây giờ em với thầy chơi trò chơi đi thầy. Rồi, chơi, chơi gì cũng được. Em sẽ tráo qua, tráo lại, tráo tùm lum tùm la. Đâu? Nhớ lên trên xéo nữa. Cho nữa. Ấy. Ấy. Thôi. Em làm gì vậy á? Quên. Quên. Giỡn mặt hả? Nè thầy. Em. Có thầy nè. Nè. Không nè. Đưa cái chai cho thầy. Nè. Giỡn mặt hả? Đưa đây. Lẹ kìa em nè. Thầy cắt nước phụ. Hả? Cắt nước hả? Không cho thầy uống đâu. Quên. Không. Nè. Alo. Tại sao em lại thả gà nhà của mình ra sân đấu với anh hả? Ý anh nói là... Thầy Khải, chúng ta đã thống nhất với nhau là nước sông không phạm nước giếng. Tại sao em lại thả hắn ta ra dễ dàng như vậy? À, thì ra là chuyện này. Anh nên mạnh mẽ và vượt trội hơn anh ta đi. Đừng có gọi cho tôi những vấn đề vô lý như thế này. Thôi được rồi. Để anh gửi cho em xem hình ảnh gà của em đang làm cái gì. Đừng trách tại sao anh không báo trước.
Anh nghĩ chúng ta cần hợp tác. Bằng mọi giá em phải tách thầy Khải ra khỏi Hoàng Oanh. Ngược lại, anh trao đổi với em điều gì? Em thích điều gì? Dự án resort Lotus Phan Thiết. Ok, không thành vấn đề. Em còn non lắm Ly à? Sao vậy con? Ngồi xuống đi nói mẹ nghe nè. Nãy giờ chị đã cố gắng lắm rồi. Nhưng mà em không thích chị thì thôi. Chị không làm phiền em nữa. Oanh lo cho em dữ lắm á. Oanh không bao giờ lo cho ai khác ngoài nó hết trơn. Ý anh là sao? Tôi tin là một người thông minh như thầy sẽ hiểu với tôi mà. Vậy mình đi luôn nha anh. Chỗ đó dễ phun bàn lắm á. Em mua quà cho anh đấy. Nói gì đó, nói lại coi. Thì tôi nói ở đây có một đứa công chúa với lại hai con nô tỳ suốt ngày đi theo nịnh bợ. Mày nói nô tỳ. Có ai không? Có ai ngoài đó không vậy?